Chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Nguyễn Thông đang có mặt tại cái bến phà cũ của Vĩ Lợi cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay cái đoàn xe cứu hộ trục vớt không đồng của Tấm Sang có xuống đến đây và có lên cano đi tìm kiếm cả nhà. Thì nghe nói anh Tám xuống đây hồi sáng sớm ha. Thì cái chỗ thị xã Gò Công mình là chỗ Nguyễn Thông thì trời mưa rất là lớn. Nên mình chưa ra kịp ha, không có quay kịp cái lúc mà anh Tám xuống cano tìm kiếm. Đội anh Tám xuống nãy giờ mấy tiếng hả? 8 giờ. Vậy thông tin tối thì nghe nói xuống rồi tối luôn. Dạ. Xuống hồi tối nhưng mà để xà lan lại để cano xuống là hồi tám gần 8 giờ, 7 giờ mấy á. Sáng này ha. Bắt đầu xuất phát. Tối này ở lại đây 9 giờ mấy. Hai bạn đi kiếm chỗ nghỉ hả? Tối này. Khi có thông tin về em Hiếu thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem ha. Thì bây giờ mấy anh em mình trên bờ cũng đang sốt ruột để chờ trong ngóng cả nhà. Thì hiện tại trên bờ thì có mẹ của nạn nhân cũng đang ngồi chờ ha. Đây là cái xe bên hội thiện nguyện không đồng của xe anh Tấm Sang cả nhà. Ảnh tới đây cũng mấy chiếc ha, ảnh tới đây cũng khoảng 3 chiếc xe cả nhà. Đây là cái bến đò cũ của phà Mỹ Lợi cả nhà, nay làm cầu ha. Thì cái bến đò này cũng đã bỏ lâu. Thì hồi sáng này là cái đoàn cano của anh Tấm Sang kết hợp với đoàn cano của huyện Cần Đước thì xuất hành từ cái chỗ này cả nhà, thì cũng đang đi tìm kiếm ha. Sông nước mênh mông cả nhà, mong cho cái đoàn của anh Tấm Sang và cái đoàn cứu hộ của Cần Đước sớm tìm được thi thể của em Hiếu ha, để sớm đưa về nhà để lo hậu sự. Có hai chiếc cano đang ráo riết tìm kiếm thi thể nạn nhân 26 tuổi người cậu cả nhà. Và đây cả nhà, phía xa xa là cái đội cứu hộ của Tấm Sang và cái đội cứu hộ của bên Cần Đước ha, cũng đang ráo riết đi tìm thi thể cả nhà. Trên trời mình thấy mây đen đang kéo tới rất là nhiều, trời đang chuẩn bị mưa, mong rằng trời đừng có mưa lớn để ảnh hưởng tới việc tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu. Buổi sáng hôm nay tại khu vực này cũng có mưa, mưa nhỏ cả nhà. Cái hướng của thị xã Gò Công thì mưa rất là lớn ha. Nói chung là trời mưa nhỏ cũng không ảnh hưởng với cái việc công tác đi tìm kiếm thi thể cả nhà. Hiện tại bây giờ Nguyễn Thông đang đứng trên cầu ha. Nguyễn Thông quay xuống cho cả nhà xem cái đội tìm kiếm cứu hộ của đội Tấm Sang và đội kết hợp với đội của huyện Cần Đước. Sang là chiếc bằng mũ bơm lên. Chưa lên hả? Chưa xuống rồi. Xuống rồi. Xuống rồi. Nhưng mà có xuống rồi phải không? Các bạn mình thấy ở bển không ơi. Đấy cả
nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi clip tiếp theo. Nguyễn Thông sẽ chia sẻ đội cứu hộ tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu Mỹ Lợi 26 tuổi cho cả nhà xem.